đây là anh em song sinh với con mực. Nhốt nó lâu ngày thả ra nó ngứa háng nữa. Đó 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 đó. Mèo ơi. Nguyên một nam nhốt tại chỗ thả ra nó ngứa vậy đó. Chạy như trâu. Vệ sinh cho em nó để ngày mai đón vô thừa. Tối nay đón vô thừa. Thấy mày nào, tắm cho mày rồi, mày lạnh chưa? Anh em song sinh với con mực. Cái trảm cũng còn một con nữa mà ốm hơn con đây. Đây vậy nè, mập mà nó khỏe chứ. Chết mà lì với mày, mày lì với mày. Mày mày lì với mày. Mày lì hả mày. Không anh thông thâu cái gian cái dài nó ngán lẹ. Trời ơi. Bèo qua tắm chung đây bèo. Mày 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 lì hả? Lâu đi vô. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Trời nó hôi. Đã chưa rồi. Đã chưa rồi. Con đã màu đen, con này màu trắng. Thế cái dần nó trở té bây giờ. Cái cây mày hả con, mày hả con.